trời không thấy bóng nào, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa, sông Kinh còn lưu bàn chân, vì ngàn phù lên mấy thu, hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể dài, còn người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu, mộng này mang theo bóng phật, trả lại người áo ta xa, vì sao đồ ta không bỏ ra. Trần đã mấy đồ hoa, mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta có bó, ta nát cũng thương biến hoa. Tay đỏ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy bàn. Còn thật trong kiếp này, ngày ngày đó mõ cung kính, vì sao đồ ta không đồ nàng? Trần đã mấy đồ hoa, mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cũng thương biến hoa. Bài đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi thật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ cung kính, vì sao đồ ta không đồ nàng?
tình yêu kéo cũng chỉ vậy thôi.
trong gia đình đàn hầu đến giờ luôn tha hương đi môn phương làm việc trong nhà cơ duyên đưa chúng tôi đến với một luồng sáng lạ nơi có hội thân tôi mang kiếm phu không được lại gần đến nhau nhưng đôi đua bóng neo vẫn mơ được trời bóng bay em thương tôi trái ngang giống cha mẹ tôi cũng chẳng đắm tay đôi tình cầu đà đưa như đời ta đi nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ nàng đến chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha giờ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phu dám mơ anh hoa để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang đánh tôi chọn tấm công cho nàng nâu kia đắt xôi nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thắng không có ai đớn đau gì đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thắng không có ai đớn đau gì đâu để lại bao vết thương trong lòng khắc trong vô vàn.
đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời. Cớ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi? Tội nghiệp em lắm, người ta có yêu gì ngoài thân xác mi miều để lại bao vết thương trong lòng khắp trong vô vọng. Đời em cũng đẹp tựa như đóa hoa hồng này, như chim cá trong lòng chỉ mong được chơi đùa vui cùng khoảng không. Giờ đây lạnh căm ở nơi chốn quê phòng mà tàn nát cõi lòng trần gian, có biết em giờ cuộc sống bao người mơ. Yeah.
này. Cái gần đâu giờ chẳng sáng đâu, chỉ còn mình em biết sẽ chia. Và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại.